Thưa quý vị, cô Kỳ Duyên, đáng lẽ cô phải đứng đây với tôi rồi. Cô cứ nói là phụ nữ phải mặc áo dài, đi chậm chậm cho nó dịu dàng. Cô ấy vào trong kia, cô ấy thay cái áo mà từ nãy giờ chưa có ra. Đàn bà lúc nào cũng chậm, thì tôi xin phép quý vị một phút để tôi xem cô Kỳ Duyên ở đâu đã, thì mới giới thiệu được cái mục này. Em, sao hôm nay em diễn hài mà em mặc đồ đẹp vậy? Trời ơi, đẹp không? Đẹp. Trời ơi, mấy quỷ kia nó áp lên đó, nó em con quạ. Trời ơi, thế ớt. Chị ơi, đâu phải bên đây diễn hài, bên nữa chẳng những diễn hài mà còn đi nữa. Là em xếp. Chú ngạn nghĩ em. Gì chị hết mà. Trời, thì đó chứ em thì bây giờ em khổ sức, em đứng giữa, nếu mà em không nhận lời thì em làm phật lòng chú ngạn, em nhận lời thì em sợ chị buồn. Nó cứ nói vậy chứ đâu có gì biết buồn chị đâu, không có buồn đâu đúng không? Làm chị mà ai làm vậy. Em biết chứ, mà bây giờ chị có buồn em cũng chịu, em phải làm thôi chứ em đâu có đường chọn lựa nữa đâu. Okay. Dạ. Nhưng mà em có bao giờ có kinh nghiệm làm MC chưa? Chưa, nhưng mà em nghĩ chắc nó dễ lắm, là tại vì hồi đó em có bán thuốc đau răng ở chợ Bến Thành á. Trời ơi, em rau ghê gớm lắm, cái miệng nó ghê gớm, nó lanh lắm nha. Đau răng, nhức răng, sưng răng, vàng răng, uống trà làm cho vàng răng, hút thuốc làm cho đen răng, ăn uống cầu làm cho sưng răng. Chị biết em nói từ giờ tới ngày mai cũng được. À, dạ không, nhưng mong sao em vô làm MC chị rất là vui. Dạ. Để thú thật với em á, chị cũng nghĩ là chắc một vài năm nữa rồi chị cũng nghỉ thôi chứ. Hả? Chị không có làm cái gì? Vài năm nữa chị mới nghỉ hả? Trời đất ơi. Trời ơi, em nói cho chị nghe, tổng thống Mỹ người ta làm nhiệm kỳ có 4 năm người ta nghỉ rồi. Chị MC mười mấy năm là quá đáng lắm rồi. Em nghĩ là chồng mẹ năm nay chị nhiên ta 45 46 43. Đúng rồi, 45 mà nhìn như 43 là chị biết sao không? Chị á là coi như là ưu điểm đánh phấn dày mới đẹp nha, trẻ hơn được 2 tuổi đó. Em nói thiệt, really? Bây giờ chị nghỉ làm MC đi mà khán giả còn giữ hoài cái hình ảnh đẹp đẽ của chị, chứ chị làm vài năm nữa em nói thiệt có nhiều Kỳ Duyên biến thành kỳ cục. Cô chứ phải giỡn đâu, thương mới nói. Ý mà quên nữa, mới lấy chồng phải không? Trời ơi, chúc mừng nha. Trời ơi, phụ nữ mà kiếm được hạnh phúc là trời ơi, tuyệt vời. Bởi vậy phải nghĩ làm MC liền. Tại sao nghĩ ở nhà chị? Giữ hạnh phúc gia đình. Trời ơi, đi hoài ổng ở nhà, trời ơi, ổng đổi tánh làm sao? Không, chồng chị cũng hiền lắm. Hiền cho bộ đuôi sao không biết nhìn gái. Bởi vì thì cãi hoài à. Em nói chị nghe mà trời, nhiều khi cãi với em lại bà cả nó mất kịp đâu, lúc đó giữ nó mất kịp, hiểu không? Em vậy thiệt á. Cả chứ, em vì hạnh phúc của chị em sẵn sàng hy sinh làm MC thế chị. Mặc dù trong lòng em thiệt em chịu đựng lắm. Yên tâm đi chị. Trời ơi, em hứa với lòng em. Tại vì tất nhiên là tre tàn măng mọc, cái quy luật chị phải hiểu. Chị thì lớn tuổi hơn em trẻ thì tất nhiên khán giả phải dành cho em nhiều cái cảm tình nồng nhiệt lắm. Chị phải chịu đựng thôi, hiểu không? Yên tâm, em muốn em làm MC em thề. Em thề với chị. Em mà làm MC đó thay chị, em nói thiệt, ra khán giả là nhắc tên chị Duyên. Ra khán giả là nhắc tên chị Duyên cho người ta nhớ chị. Lên sân khấu, nhanh lên. Chị phải đi chậm phấn cho chị lên sân khấu rồi lát nữa. Chị làm sao? Trời ơi, em nói vậy mà chị còn lên chậm phấn lên sân khấu nữa hả chị? Chị lên sân khấu, nhanh lên. Chị. Quá cái kiểu này Kỳ Nhông cũng không chui ra được chứ đừng nói Kỳ Duyên. Chị Duyên ra nó đâu vậy? Lên sân khấu nhanh lên. Ê, anh mở cửa ra đi, tôi thì khóa trong mày rồi nè. Ê, có ai đi ngang ngoài đó không? Help. Ê. Ủa, sao cô Kỳ Duyên lại đâu mất, lại kẹt ở trong nó làm sao? Có ai trời ơi, chú ơi, chú ơi, nguy nguy rồi, chị Kỳ Duyên không thể nào ra đây được chú à. Tại sao? Là tại vì chị bị bệnh bất tử rồi chú à. Bệnh gì? Bị đau bụng, không biết ăn cái giống gì, bây giờ đau bụng ở trong rách rùm đi ra không có được. Cái cháu mới hỏi là trời ơi chị đi ra nhanh đi chú ngạn, trời kìa, chị mới cầm tay của cháu, chị năn nỉ cháu ra làm MC giùm. Đó thì cháu sợ chú đứng một mình buồn quá, tội nghiệp đi, cháu chạy ra cháu cứu. Cô ơi. Dạ. Cô làm MC thì chắc là cũng được, nhưng mà nó khổ nỗi như thế này này. Sao chú? Là chú đã làm MC với cô Kỳ Duyên là mười mấy năm rồi. Dạ, cái đó con biết. Bây con giờ lâu lắm. Bây giờ tự nhiên để cô làm thì người ta sẽ cho
chú là cái người có mới nới cũ. Thôi ráng chờ chút xíu cho cô ấy ra đi. Trời ơi, con khóa kỹ lắm làm gì có chuyện ra được. Không, ý con nói chị kỹ lắm, cái gì chị cũng kỹ hết trơn á. Đi restroom cũng kỹ, mà làm mặt cũng kỹ, giới thiệu cũng kỹ. Mà lâu lắm rồi con mới thấy cái cảnh tượng mà trâu già không còn thích gặm cỏ non nữa. Trời ơi. Nhưng mà cháu ơi, dạ. bây giờ nếu mà chú bỏ cô Kỳ Duyên để mời cháu đến đây thì dạ. Chú sẽ mang tiếng là vắt chanh bỏ vỏ cháu ơi. Trời, chú lo xa quá, nào giờ người ta vắt chanh có giữ vỏ bao giờ đâu. thôi bây giờ chú cũng biết cái tài của cháu rồi, nhưng mà thôi cháu đứng yên đó để sau cái mục này chú vào cái chú tính cho làm sao nhé. Dạ, ráng giúp con nha. Chú đẹp lắm đó chú. Thưa quý vị, vâng, bây giờ chúng tôi lại mời quý vị thưởng thức tiết phẩm văn nghệ giới thiệu một giọng ca mới, một tiếng hát mới từ Úc Châu bay qua đây. Cũng là một cái điều, cũng là một cái sở nguyện mà Thúy Nga vẫn muốn giới thiệu những tiếng hát mới thưa quý vị khán thính giả khắp Nam Châu. Thưa quý vị, qua nhạc phẩm Girls, lời Việt của nhạc sĩ Huỳnh Nhật Tân, mời quý vị chào đón lần đầu tiên trên Paris by Night, nam ca sĩ Huỳnh Gia Tuấn. What? Chú, cháu dứt khoát cháu định làm cho cháu làm lần đi chú đi. Trời, con nói chị Kỳ Duyên không có tài nào mà ra đây được đâu, con nói thiệt, con nói thật lòng, chú cho con làm thử một lần đi. Trời ơi, con trai mặt đơn vậy luôn mà chú cũng cho. Rồi chị Kỳ. Oh, I'm sorry, em ra trễ hết. Ủa, cô đâu vậy? Kỳ Duyên xin lỗi quý vị, lúc nãy Kỳ Duyên ngu vậy sợ. Đi vô phòng sao vô tình lại khóa trái cửa lại, làm đứng trong đó không ra được, mãi có la mãi mới có người mở ra. I'm sorry, sorry anh, em ra trễ. Sorry quý vị, nãy giờ anh giới thiệu hả? Quỷ dịch nào mà nó lanh tai dữ vậy em biết. Có, may cho cô là có Kiều Anh ra đây phụ. Oh really? Oh thank you em, so sweet. Trời, quý vị biết không, lúc nãy Kiều Anh có hỏi Kỳ Duyên là muốn làm MC nhưng mà bà cũng hơi ngượng. Nhưng mà nãy giờ giới thiệu được phải không quý vị? It's good, right? Thank you Google, thank you Google. Không có chi, không có chi. Mà phải chị đừng nói câu đó. Cái lương tâm ở trong lòng em sẽ nó nhói nhói nhói. Làm như cái gì nó đăng vô. Em không nói được. Nó, chị phải cảm ơn em chứ, nãy giờ làm được phải không? Chưa có làm. Mới có xong rồi, chưa kịp. Chị chạy ra. Tức là chưa có cơ hội. Okay. Cô chạy ra sớm quá. Thôi vậy lát nữa thế nào chị cũng mời em ra giới thiệu lại với chị, rồi hai chị em mình làm màn riêng với nhau. Don't worry. Trời ơi, chị hứa nha. Yes. Một chút xíu em nói cho chị này chuyện quan trọng, chị không bao giờ ngờ, em nói thiệt tình như vậy. Yeah. Ok rồi. Cho em làm đi là chị có cơ hội nghe cái chuyện này để mà thủ người ta. Hiểu không? Đó. Ok, sure. Em nói như hiểu không? Okay. Bây giờ em chào em vô nha. Em chào chú. Dạ chào chú. Chú rất là đẹp trai. Chị đẹp gái lắm. Thank you. Chị bây giờ vô hết rồi. Khoan, chị chưa kịp khen em cái gì cả. Hồi nãy em mặc áo đen, bây giờ em mặc áo tím rất là đẹp. Vậy chị muốn hỏi đây, designer ai design cho em nè, Michelle Ngô hay là Gucci hay là Valentino hay ai đây? Trời ơi, em đâu chi mà làm phiền ta, vì chị với lại em có thích đụng hàng. Em tự design lấy vậy đó hả? Tự vậy đó. Kệ nó, mặc ra sao thì ra, miễn của mình được rồi. Ok, rất là đẹp. Dạ, dạ đẹp vậy không sao? Chị? Dạ, đó là nói chơi vậy thôi, chính này của Khao Vinh Hiệp. Ra nổ chút vậy đó. Em vậy... Để cái tự nhiên nó designer mai mốt, người ta tới người ta kêu mai đồ, em không biết kỳ lắm. Em, dạ. Rồi còn chuyện gì mà lúc nãy em nói rất là khẩn cấp, cái gì em phải nói chị nghe đó. Đó, em nói cho chị nghe, khoan để em canh coi có ai không, trời ơi ghê lắm, hiểu không? Đó. Trời ơi, coi có hàng cha này không biết cho biết tiếng Việt không, rồi cho nói tới nó lui rồi mệt ghê. You, hey, you. Thôi chứ, ông đi để ông làm rồi, ông không có nghe rồi, hên quá, không có ngóc lên nha. Rồi có nghe thì thôi cũng bỏ, chứ đừng nói tới nó lui rồi ôm sùm đó là. Nghe vui nha. Ok rồi, dạ. Sao? Chúc em vô em gặp vui sao vậy?
chuyên viên làm việc cũng không yên được với cô. An tâm rồi. Trời ơi, thật ra em không có muốn nói cái chuyện này đâu, mà tự giờ em ở trong em hối hận lắm chị. Em rất là hối hận, em rất là buồn. Thế em cũng nhiều khi em tự hỏi là trời ơi, tại sao mày có thể làm cái chuyện đó được vậy? Lương tâm mày có cắn rứt không? Mày có còn là con người không vậy Oanh? Em đấu tranh trước cái gương á chị. Thế là em quyết định em ra đây em thú thật với chị là cái vụ hồi nãy mà ở trong cái restroom á. Em lỡ tay em nhốt chị á. Em khóa chị là em khóa chị mà em không phải, em không phải kẻ chủ mưu đâu. Em là bị gián tiếp thôi. Còn cái người mà trực tiếp chỉ huy hành động là có người khác bảo em làm chuyện này. Có mà em nói thiệt chị, em không dám ca nói. Ca sĩ nào hả? Không phải ca sĩ. Trời ơi, ca sĩ thì làm gì có chuyện mà dám đụng tới hai đứa mình, không có đâu. Vậy chứ ai? Cái người này em nói ra là em sợ em bích đường MC quá, mà trong khi em quá ham làm MC chị ơi. Ai vậy? Chị hứa với em là khi em nói ra chị biết con người ta vậy rồi chị ngừa thôi. Chứ okay. Chị đừng có hỏi nha. Nha thì em mới dám nói ra đi ai nha. Okay, chị hứa okay, nha. Chị hứa, chị nha hứa, Duyên okay, nha okay, đó. Người lớn hứa giữ lời nha. Không có ai khác hơn Nguyễn Ngọc Ngạn. What? Hết hồn chưa? Anh Nguyễn Ngọc Ngạn. Mà ông mắc mớ gì ông muốn hại chị nhỉ? Đó, mắc mớ gì? Khi mà chú nói câu đó em đi, em nhìn chú, em đi, chứ em định nói chú, cái em không dám nói, bị cái mắt của chú đanh lại kiểu này nè. Không chị, không em ơi. Em chỉ biết là theo mệnh lệnh em làm thôi. Em làm mà trong lòng em cay đắng, em nói thiệt chị, em nói thật là em rất là em rất là em không bao giờ muốn làm chuyện đó. Không, chào chị Minh. Dạ, anh Ngạn với chị quen nhau mười mấy năm mà anh rất là hiền. Anh lúc nào cũng nói chuyện từ tối, tại sao anh muốn hại chị? Mười mấy năm rồi đâu có ai ngờ chị đâu có thủ đâu, phải không? Biết người biết mặt đâu biết lòng đó. Mà em nói chị nghe, cái này theo dự đoán của em thôi, chú Ngạn là cái loại tiếp người đó. Dạ, tiếp cái tiếp, tiếp đó, người tiếp đó là tên ấy là khẩu đó, khẩu xà mà tâm Phật đó. Hả? Khẩu xà? Hình như em nói lộn rồi, hình như là phải khẩu Phật tâm xà chứ sao? Hình như khẩu Phật tâm xà chứ không phải khẩu xà tâm Phật. Ừ thì đại khái cái trước của chú Ngạn, cái sau của em vậy thôi, đại khái vậy đi. Mệt quá à. Đại khái là em không phải cố ý vậy đâu, em nói thiệt á. Thôi cái này lát nữa chị vô chị sẽ nói chuyện nhân Ngạn sau, bây giờ em nữa. Trời ơi đừng có hỏi chú Ngạn mà. Thế bây giờ chị tiếp tục giới thiệu đi. Em nói chị nghe rồi chị không nói được nữa. Không, em biết chị rất là buồn. Em khuyên chị những cái lúc buồn như vậy, người an ủi mình, tinh thần của mình chỉ là người chồng mình thôi, mình tâm sự với người chồng mình thôi. Mình phải nhớ về chồng, cũng giống như một cái nhạc phẩm mà Hãy Nhớ Đến Anh đó, là của tác giả Ngọc Sơn, qua phần trình diễn của, trời ơi căng thẳng quá, Nguyễn Hưng với Hồ Lệ Thu. Trời, mặt anh ấy xã hội đen quá. Ta xong còn bịch tu gô. Trời ơi, ca dở mà ca hoài vậy? Ừ, ca dở mà ca hoài chứ. Ê, em nó nghe nó nghe nè. Cái gì? Thấy vô. Nói gì đâu, đâu thấy. Thấy vô. Không, không thấy. Thấy vô. Cái gì? Quá đã. Xào nấu cả ngày hung cái đã thiệt à. Ờ, anh hung đã, anh hung em muốn chết luôn vậy đó. Sao vậy? Người ở đâu mà đầu thì hơi dầu nè, dưới đây thì hơi mùi tỏi nè, dưới đây hơi mùi xì dầu hơi. Quá trời, nhiều tánh nó hung tôi không? Trời ơi, nhờ mấy cái mùi đó anh sống cái ngày hôm nay á. Nè, anh nói kìa, hôm nay á, nhà hàng anh có mấy cái món đặc biệt dành riêng cho em nè. Vậy hả? Em nghe cái tên rồi hết hồn liền. Món gì vậy, ngày nào cũng ăn quá trời à. Anh nói em nghe, món thứ nhất là món gì biết không? Gì? Máu nhuộm bến Thượng Hải. Món gì nghe ngộ vậy, món gì? Có đâu lạ đâu, món tiết canh dịch đó. À, trời ơi, vậy hả? Còn món thứ hai, biết món gì không? Món gì? Trái tim bên lề. Cái gì nghe có vẻ ca nhạc quá vậy? Gì ca nhạc? Tim hầm thuốc bắc. Làm sao? Uống nước xong để cái sang bên lề. Vậy hả? Món thứ ba là món hấp dẫn nữa nha. Món gì? Món thứ ba là món chị tôi. Gì có món chị tôi nữa? Trời ơi, chị tôi là chị là giống cái. Rồi. À, mà chị tôi chưa có chồng, có nghĩa là chị tôi còn tơ. Đúng rồi. Gà mái tơ, nhồi hột sen.
Đâu? Anh nói cho em nghe. Gì? Lúc này nhà hàng Việt Nam mình trở ra quá chừng trời rồi. Phải cạnh tranh. Phải cạnh tranh cho nên phải đặt cái tên gì cho nó hấp dẫn. Vậy hả? Để mà thu hút khách tới ăn. Mà nói nghe nè, nhà hàng của anh đặc biệt nhất á, ai mà ăn trên 10 đồng á được free chai thuốc sổ. Chi vậy? Ăn xong tối về uống thuốc sổ có nhiêu ra hết sáng tới ăn tiếp. Trời ơi, nhà hàng cạnh tranh quá ha. Ủa? Hả? Cái gì vậy? Cái gì? Hôm nay em đi làm hả? Đâu, em có đi làm mà. Ủa, đi làm sao em mặc đồ gì mà diễn dữ vậy? Ủa, có sao đâu, mặc đồ đi làm đâu có sao đâu. Trời đất ơi, đi ủi đồ mặc đồ như vậy nè hả? Ê, đừng có nói ủi đồ. Ba má em mới ở Việt Nam qua đây du lịch. Đừng có nói ủi đồ, ba má em buồn. Ủa vậy em nói em làm nghề gì? Em nói với ba má em là fashion designer. Trời ơi, ủi đồ mà đi fashion designer. Anh đừng có tưởng nghe, quần áo đẹp cỡ nào mà nhăn nhúm như ruột mèo làm sao đẹp được. Quăng qua tay em, ủi lát có mới có giá trị, đúng không? Trời đất ơi, em ơi, gì kì vậy? Anh đi qua thăm em mà sao để đồ quần áo vô giấy bẩn thỉu vậy? Gì? Anh đầu bếp mặc đồ vậy chứ lẽ em biểu anh mặc đồ vest. Nè, ngồi xuống em nói nghe. Gì? Gặp ba má em nha, đừng có nói làm nghề đầu bếp nha. Ủa gì kì vậy? Tại tính tình ba má em kỳ lắm, thương em lắm, cho nên là muốn em lấy chồng là phải có chức phận, phải lao động trí óc vô chứ nấu bếp thì ba má em buồn, đừng nói nấu bếp nha. Thôi mời. Nấu bếp là nghề anh thích nhất của tự nhiên không nói à? Không, thì bây giờ gặp ba má em chơi có mấy tháng, ba má em về làm ba má em vui lòng đi, tại ba má em mặt mũi lắm, nói đại một cái nghề gì viết lách này kia đánh máy này nọ đó, có vẻ viết chữ chút xíu được không? Ủa vậy có nghĩa là bộ hồi đó ba má em làm chức phận cao lắm hả? Thì cũng thường thôi hả. Ba má em làm gì? Ba em làm bộ giao thông á. Trời ơi, ba em làm cục trưởng bộ giao thông hả? Không phải, đạp xích lô. Trời ơi. Vậy còn má em? Má em làm ở trường đại học văn khoa. À cũng đỡ vậy, má em làm giáo sư phải không? Không phải. Làm gì? Bán xôi mặn trước cửa trường á. Đó, thấy không? Sao? Ba em đạp xích lô, cùng má bán xôi mặn. Rồi hai người cũng thương yêu nhau, lấy em mà nuôi em tới lớn, có gì đâu mà sợ. Thì bởi vì lao động cực khổ quá nên má em muốn em lấy chồng cho có chức phận, có tiền, có của cho sung sướng vậy đó mà. Thôi, ráng chiều em, ráng nói xạo chút xíu thôi. Nói làm thư ký thư cò gì cũng được, đừng nói nấu bếp, ba má em buồn nha. Vậy hả? Ừ, nhớ nha. Thôi được rồi, vậy anh thương em, anh mới chiều em nha. Đó, ừ. Vậy anh gặp ba má em, anh nói anh làm engineer, programmer. Vậy? Kỹ sư điện tử á. Kỹ sư hả? Trời ơi, anh biết không, anh có một bạn tên Văn, trời ơi, làm kỹ sư điện tử San Jose nè. Trời ơi, nó trúng stock lên triệu phú nào không hay á. Thôi đi ông ơi, kỹ sư khoảng 1-2 năm về trước mới ngon kìa. Chứ còn bây giờ, trời đất ơi, stock nó đang từ thiên đàng rớt xuống địa ngục, mấy anh chả chào máu hết trơn á. Đúng vậy hả? Ôi. Trúng ý vỗ tay dữ quá. Nhớ nha không? Nhưng mà thôi, anh đừng có nổ là kỹ sư cao quá. Rồi mình không biết mình nói làm sao, anh nổ làm sao, chẳng hạn như là thư ký nè, đánh máy nhẹ nhẹ thôi, biết không? À, nổ là cái gì trong văn phòng mà có cốc. Ừ, ngồi trong văn phòng. Rồi được rồi, anh nói má em, anh bán cây xăng. Cái gì? Sao cây xăng? Thì bán cây xăng cũng gõ cốc, máy tính tiền á. Thôi được rồi, bây giờ làm thư ký, nhớ chưa? Làm văn phòng là thư ký được rồi. Thôi mới, anh không chịu đâu mới. Tự nhiên bắt anh làm cái nghề đó, anh thôi. Ráng mà, em nói nghe nè, ba má em qua chơi có mấy tháng rồi về, ráng cho ba má em vui đi, đâu có sao đâu, chút xíu đi mà. Vậy hả? Nhớ nghe, hứa với em nha. Rồi anh hứa. Hứa nha. Nhưng mà tính anh không thích nổ nha. Biết rồi. Rồi anh hứa nha. Đó, anh đi về nè. Nhớ làm thư ký nha. Được rồi. Dạ. Thì ba má được khổ ghê vậy đó. Ủa, ba mới về hả ba? Tối ngày vẫn nghe phở hoài. Gì má có nói gì má? Bực mình quá trời à. Dạ. Phở bên này gì đâu nấu lặt nhách à, không có miếng bột ngọt nữa. Xin có hai tô nước béo à, mà nó trợn mắt nhìn mình như quái vật vậy. Trời ơi, ba biết sao, tại vì ở đây người ta sợ mập lắm. Sợ gì đâu, đâu có đúng con. Trời đất ơi, má mày nè, hút nước béo tô nào tô nấy tô xa lửa vậy đó. Mà bà đâu có mập. Nhìn coi, tướng bà từ hồi còn con gái tới giờ á, cái phọt còn đi trang. Ghê. Không có thay đổi gì hết trơn á. Đâu con thấy thay đổi chứ. Chỗ nào? Chỗ Silicon Valley kìa đó. Thấy không? Mày nói tao mới để ý á. Thấy chưa? Má nói con nghe. Dạ, má ngồi đi má. Trời xanh sao má để vậy? Tại ba mày á thích mấy người á vậy nè. Nó ôm nó đã phải không? Trời. Cho nên mỗi lần ba mày á, lần đầu tiên ba mày gặp tao, ba mày khoái cưới liền. Vậy hả? Ha. Dạ. Má nói con nghe, sao cái nhà con nước lạnh dữ vậy? Hôm má tắm lạnh quá trời quá đất luôn vậy à. Ủa, sao mà nước lạnh được? Má có mở hai vòi đó không? Ủa, hai vòi hả? Dạ. Đúng rồi, má thấy có hai vòi. Dạ. Một vòi đề chữ H. Dạ. Một vòi đề chữ C. Dạ. Mà ba mày nói á, H á là hết. Dạ. Mà C á là còn. Ừ.
Thì vậy má mở bên còn chứ bên hết má mở làm chi. Ba, ba biết gì ba nói tập 7 tập 3 không ba? Sao? Hắt là nóng, xê là lạnh. Phải mở hai vòi trộn nước rồi tắm nó mới ấm. Tắm lạnh là bệnh chết á. Trời rồi ơi ba, rồi bộ ba cũng tắm nước lạnh luôn vậy đó hả? Bên này trời lạnh tắm chi con? Hả? Lau mình được rồi. Trời ơi, hèn chi cũng thấy cái chai dầu thơm của con nó đang đầy vậy, nó xuống còn chút xíu vậy nè. Ba sức phải không? Ừ. Dầu con gái sao ba sức làm chi vậy? Đàn bà ăn gái gì miễn thơm được rồi con. Thôi ba để đi, mai mốt con sắm cho ba chai dầu tabu. Ừ. Ở vậy ở dơ mà còn quảng cáo nữa. Hà, dạ. Nói con nghe, mấy đứa em con ở đứa nào cũng có chồng hết trơn rồi. Dạ. Còn có mình con à. Bên hôm nay má qua đây má muốn cho con thành lập gia thất đi, để má yên bề má mới đi đánh tứ sắc. Rồi. Mà con có người yêu rồi sao con không kêu nó về trình diện ba má coi nó làm sao? Ba má yên tâm đi, tại mấy nay ba má mới qua, ba má đi thăm bà con nhiều quá. Hôm nay nè, ảnh sẽ qua ảnh thăm ba má. À vậy? Dạ, ba má bây giờ tại ảnh bận quá trời qua đất à. Sao cứ lo nấu nướng xuống. Gì? Đó, không có. Không có, ảnh lo ảnh làm văn phòng, làm văn phòng nhiều quá. Bận quá. Anh qua liền bây giờ đó. Qua liền hả? Dạ, anh qua liền bây giờ đó. Ủa, hình như có ai tới kìa. Ai vậy ta? Vũ. Look at me. Cái gì vậy? Không có, anh có, con biết gì đâu trời ơi. Dạ thưa ba má, dạ xin giới thiệu cho ba má. Đây, người yêu của con, boyfriend. Trời ơi, vậy mà tao tưởng Man in Black. Lắc lắc cái gì? Cái mặt y như xã hội đen mà lắc lắc cái gì? Ờ. Anh qua chào ba má đi anh. Dạ. Dạ chào ba. Ê, trời. Dạ. Cái gì vậy? Bà làm gì vậy? Làm gì vậy? Bắt tay bà, mà làm bà nhà quê quá. Bắt 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 gì mà cao dữ vậy? Ờ. Dạ. Nếu vậy thì bắt thấp. Dạ. Con đất ơi. Thấp quá con. Dạ. Lên chút nữa. Dạ vậy cao. Ờ. Nguy hiểm mày. Ôi trời ơi. Dạ. Ba, sao vậy? Hả? Ủa dạ. Không. Cái, cái này con hất hất. Tao làm rồi nó hất tao mày. Không có ba ơi, khổ quá. Hất con nghe là ôm á, tiếng Mỹ là ôm chứ phải là hất. À vậy hả? Ôm á, có tình thương yêu vậy à, đó. Vậy. À ngon ngon ngồi chơi con. Anh ngồi chơi con. Ngồi chơi. Dạ cảm ơn bác. Má má qua ngồi dạ. Trời ơi. Nó hất cái muốn chết. Dạ. Nè con. Dạ. Con tên gì vậy? Dạ thưa hai bác. Ừ. Con tên Cứng. Hả? Dạ. Đào Công Cứng. Dạ. Dạ. Nghe cái tên là thấy nội công thâm hậu rồi. Đã công rồi còn cứng. Thằng này muốn chắc làm lớn à bà. Dạ. Bác nghe con Hà nó nói nhiều về cháu. Dạ. Mà nó nói không có rõ lắm. Dạ. Bây giờ thôi sẵn có cháu đây ha. Cho bác hỏi luôn nha. Dạ. Cháu làm nghề gì? Lương tháng nhiêu? Mà chắc bận dữ lắm hả cháu ha? Dạ. Dạ thưa bác, con công việc con bận lắm bác. Dạ, anh bận. À, tới giờ ăn nhiều khi khách vô đông quá còn nấu bếp phải chạy bàn luôn. Vậy hả? Không có. Ba má, không có. Ý anh nói là anh bận quá. Anh qua nhà hàng ăn á, không có ai lo cho ảnh, ảnh tự lấy đồ ăn ăn luôn. Dạ, dạ. Ăn buffet đó. Dạ, dạ, dạ. 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 Làm nghề gì? Dạ, làm... dạ con làm... Làm gì? Làm gì? Dạ, nói ra làm gì? Làm gì? Dạ. Làm gì? Dạ, con làm bác sĩ. Hả? Bác sĩ? Dạ. Dạ, 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 dạ. Trời ơi anh ơi. Hả? Trời ơi, nói dặn làm thư ký nổ chi cao dữ vậy? Tại em nói ba má em có mặt mũi. Biết rồi. Không sao đem, lỡ rồi, chơi tới bới luôn. Chơi được không? Để anh. Chết cha vậy hả? Rồi. Dạ, à... Dạ, thưa hai bác. Hả? Cô xin lặp lại một lần nữa. À. Con, doctor. Bởi vậy tôi thấy, ông thấy không? Tôi có tướng rồi, có nhìn, có mắt nhìn tướng người lắm mà. Cháu bác sĩ đây bước vô nhà tôi hả? Tôi thấy hào quang sáng chói vậy đó. Tôi thấy biết là tướng bác sĩ mà. Dạ. Nè. Dạ. Bác nói con nghe. Dạ. Mà là bác sĩ mà con Hà không chịu nói cho má nghe để má có khoe với bà con lối sớm. Trời ơi, con lấy chồng bác sĩ con không biết được cái gì má. Bác sĩ, bác sĩ. Dạ bác sĩ, dạ bác sĩ. Dạ, dạ. Dạ con. Dạ. Nói vậy con đây là bác sĩ Đào Công Cứng. Dạ, ở Mỹ gọi con là Dr. Michael Đào. Ủa vậy hả? Dạ. Bác tưởng mới kêu bằng Michael Cứng chứ. Dạ. Không có, ba bên Mỹ người ta dùng cái last name cho họ mà. À vậy. Dạ, Dr. là Michael Đào đó. Dạ. À Đào. Ở bên này đâu có dễ là bác sĩ đâu. À, dạ. Người qua đây không chịu đi học đi hành gì hết trơn à. Làm mấy cái nghề bị người ta khi dễ. Dạ. Không biết không, giống ai xa lạ đâu. Con có bà Năm bạn của mình không nhớ không? À. Trời ơi, tướng tá cũng cao ráo, sạch sẽ như cậu đây vậy ha. À. Mà tưởng làm gì cao sang, ai nhè đi nấu bếp. À. Mà đúng rồi đó bà nói đúng á. À. Đi về Việt Nam mà nói mình con mình ở Mỹ nấu bếp.
người ta cười ta thúi đầu á. Vậy ông biết sao không? Dạ, con xin lỗi hai bác nha. Cái nghề đầu bếp phải bình thường đâu, nhất là bên Mỹ này nữa. Muốn làm nấu bếp, bếp cúc này nọ, làm sếp là phải học đàng hoàng, lương nhiều khi còn hơn bác sĩ, kỹ sư nữa. Bác đừng coi thường lương đầu bếp, đầu bếp nha. Anh lại đừng xúc động dữ vậy. Bác sĩ giúp hàng tô bằng cá, bác sĩ giúp hàng tô. Dạ dạ, bác sĩ. Dạ bác sĩ. Dạ. Lộn. Cái gì mà cháu bồng bột dữ vậy? Dạ. Bác nói người ta chứ bác đâu có nói cháu đâu mà. Dạ. Cháu biết không, có lần hồi đó đó, hồi bác còn nhỏ, hồi con gái, hồi chưa có chồng đó. Dạ. Có lần bác cũng vô bệnh viện khám bác sĩ đó. Dạ. Ủa, hồi còn nhỏ bác vô bệnh viện khám bệnh gì, bác bệnh gì vậy bác? Trời, con gái nhiều nhẽo, cơ thể khỏe mạnh, chưa chồng bệnh gì đâu cháu. Đi khám thai. Cái từ đó cái hình ảnh bệnh viện với bác sĩ cứ ám ảnh trong đầu bác hoài à. Cái bác mơ lấy chồng bác sĩ. Vậy hả bác? Rồi bác có lấy được không bác? Cái mặt bác về bác sĩ chịu sao? Dạ. Má vui. Cái tự xuống cấp. Dạ. Lấy bác sĩ không được, bác xuống cấp. Cái bác mơ lấy y tá. Rồi được không bác? Có được đâu. Rồi sao nữa? Nhưng mà cuối cùng duyên thì nợ đưa đẩy, cái bác gặp bác trai của cháu á, cũng làm vòng vòng trong nhà thương á. Ủa, hồi xưa bác trai làm gì trong nhà thương vậy bác? Không có, tao làm phía sau nhà thương á. Vậy bác làm gì? Quản lý nhà xác. Vui quá. Thầm. Dạ. Thầm, thầm. Dạ, bây giờ phòng mạch cháu ở xa không? Cháu mở phòng mạch tư hay là làm ở bệnh viện? Dạ. Bác. Nói gì bệnh viện thiết ghê vậy? Dạ. Con làm gần hay lắm. Con làm ở nhà hàng bún mắm á. Dạ. Dạ. Ông quá. Ý anh nói vậy nè. Ý anh nói là cái phòng mạch của anh á, bên cạnh nồi mắm. Khổ quá. Phòng mạch của anh á, bên cạnh nhà hàng bán bún mắm. Dạ, dạ, mẹ làm dạ. 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 Chúng đưa má qua má coi phòng mạch của cháu bác sĩ đi, coi sao ha. Dạ, thưa hai bác. Dạ. Hôm nay con biết hai bác ở Việt Nam qua. Dạ. Cho nên hôm nay con đóng cửa để qua thăm hai bác. Dạ, đóng cửa rồi. Bữa nay ngày thường mà cũng đóng cửa sao cháu? Dạ. Dạ, nếu mà hai bác ở chơi một năm á, con đóng cửa nguyên năm luôn. Dạ. Đừng làm vậy con. Dạ. Mất tiền uổng lắm. Dạ. Thăm hai bác vậy đủ rồi. Dạ. Biết con là bác sĩ hai bác mừng lắm. Dạ. Hay là tới ngày mai bác ghé phòng mạch coi con chữa bệnh được không? Thôi ba. Trời ơi, con ghé chi ba trời. À, con nói ba nghe nè, phòng mạch ảnh đóng cửa rồi. À đúng rồi. Anh nhớ không? Sao? Hả? Anh nhớ không, là ảnh vừa mới nhận tình nguyện đi qua Phi Châu ba. Dạ. Để phục vụ trại cùi. Dạ. Dạ. Đóng cửa để phục vụ cùi. Dạ. Dạ đúng rồi bác, rồi sau khi đi trại cùi xong con sang Afghanistan á. Hả? Con trị thương cho lính Mỹ. Dạ đúng rồi. Dạ. Giỏi dữ hả con? Dạ. Dạ con. Dạ. Con chuyên môn vậy gì? Dạ con chuyên môn về cá trê nướng chui. Gì vậy? Không phải là cá trê mà là gây mê. Gây mê. À, gây mê. Dạ, mê. Dạ. Dạ gây mê. Thằng này à. Dạ. Rồi nha con. Dạ, dạ. Anh khám đủ thứ. Con dạ. Khám đủ thứ hết bác. À. Con khám từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Người ta gọi con là bác sĩ toàn ban. Hả? Không, toàn khoa anh trời. À, toàn khoa. Dạ, à. anh giỏi lắm á ba. Dạ. Dạ. Cứng, lại đây. Bác nhờ cái. Để anh. Cái gì? Dạ, sao bác? Bác gái có cái ngực. Dạ. Hà cũng có. Thằng Dung Duyên. Dạ. Sao bác? Bác tính nhờ con coi cái ngực bác gái giùm bác. Bậy bác kỳ quá. Không này dạ. Kêu con coi kỳ quá. Chết. Gì đâu, trời ơi, bác bị tức ngực. Tính nhờ con khám giùm. Chứ ai kêu mày coi. À ha. Người bác gái mình tức ngực. Ừ, tức ngực. Muốn con khám. Khám giùm có bệnh gì? Anh bác để con. Em nói nghe nè. Thăm ba má em vậy là vui rồi hả? Khỏe, vui rồi hả? Vui vẻ rồi. Bây giờ em nói anh về giùm em. Cái về giùm em. Em. Gì kỳ vậy? Gì kỳ vậy? Hả? Để nó khám cho má chứ. Cái gì? Nhà ba má bị bệnh. À. Mà nhà mình có bác sĩ nữa. Ủa, ai là bác sĩ đâu? À. Trời đất ơi. Anh nè. Má. Ba cụ đau nè. Ừ. Anh điên rồi sao vậy? Bác sĩ cái gì? Khám sao khám? Em còn điên hơn anh nữa. Đỡ rỡ là chơi luôn đi. Hả? Em ngồi xuống đi. Ừ. Dạ. Con mời bác ngồi. Rồi. Dạ. Cái gì vậy? Để anh con khám vậy. À. Để anh khám. Dạ. Ừ. Ôi lỡ rồi chơi luôn. Sao bây giờ? Trời. Cái gì vậy? Gì vậy? Anh ơi. Anh. Gì? Sao vậy? Phở áp chảo vậy? Chứ còn gì nữa? Không phải. Không, con lắc về cái thuốc cái đều. Vậy hả? Lỡ rồi. Dạ. Cái gì cũng vậy đó. Trước khi làm cái gì cũng phải có đầy đủ gia vị. Hả? Gì vậy? Tiêu ớt hành tỏi phải có đầy đủ. Gì vậy hả? Không có. Cái này người ta kêu là medicine. À, dạ. Là gì? Dạ. Thuốc. Dạ, medicine bây giờ kiểu mới. Bỏ vô này đỡ sợ vậy đó. Dạ, thuốc dạ. Dạ, ớt đủ đầy đủ hết đó. Dạ. Xong rồi phải đi vệ sinh. Đeo con tay vô. Dạ, dạ. Hả? Dạ. Sao mấy em thấy giống như đồ bắt bé của con dưới vậy? Dạ, nó đó má. Em. Bây giờ không phải. Cái này con kỹ lắm bác. Con không muốn làm riêng của ai, con sáng tạo riêng cho con.
Vậy hả? Sạch sẽ. Dạ. Dạ đấy con. Gì vậy? À, cái gì vậy? Bác, trước khi làm gì con phải xịt thuốc sát trùng của bác. Dạ, sát trùng trùng như mấy ngày mùi tiêu không vậy? Dạ, sát trùng mùi tiêu. Dạ, xong rồi. Dạ. Dạ bây giờ bác cũng khám tim hả bác? Khám tim. Dạ. Biết không đó, biết không đó. Để anh chơi luôn. Rồi chơi luôn đi nha. 1, 2, 3. Trời ơi. Cái gì? Cái gì vậy? Cái gì vậy con? Cái gì vậy? Sao thấy giống hai cái nắp nồi của con quá vậy? Đâu phải bác. Cái này mà hai cái nắp nồi gì bác? Cái gì? Cái này người ta gọi là là cái gì? Cái có nghĩa là máy trợ tim, máy trợ tim. Dạ, máy trợ tim. Dạ ba, hay bà cởi áo cho nó khám đi. Dạ, bác. Dạ tại bác Việt Nam mới qua y khoa bên Mỹ tiến bộ lắm bác. Bây giờ mà con khám mà về ngực á, hãy mà con gái mà dưới 20 tuổi á thì cởi. Còn trên 20 tuổi già như bác khỏi cần. Vậy là tôi phải bận món áo ra ông ơi. Dạ dạ bác ngồi xuống bác con khám bác. Rồi dạ. Em ơi. Cái gì? Chuẩn bị bấm giùm anh đi. Rồi bấm hả? Cái máy anh digital không á. Biết rồi, rồi. Are you ready? Yes. Clear. Shoot. Mày lấy hai cái rung 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 to mày đó. Dạ, trời ơi, quên. Dạ, dạ, xong rồi hả bác? Khỏe chưa bác? Phải gì, bị gì vậy con? Bác bệnh gì vậy cháu? Dạ thưa bác, sau khi con khám nghiệm tử thi của bác. Không phải, dạ, dạ con khám nghiệm thân thể của bác. Thì cho thấy là bác bị thận có sạn. Hả? Cái gì? Thận ở dưới này mắc mớ trên này mày. Ủa, lộn, quên. Có mổ cá quen à. Không phải. Chứ bác bệnh gì? Dạ bác bị bệnh phổi. Chết cha. Hai cái lá phổi bác bự quá. Con nghi. Nghi gì con? Con nghi là phổi của bác gái có nước. Nước gì? Silicon. Hả? Bây giờ bác có cần uống cái gì không vậy? Không. Con trị bệnh không cần uống thuốc gì hết. Bác chỉ cần thoa một chút xíu mỡ hành vô là hết. Hả? Gì vậy? Không phải mỡ hành, anh nói lộn, cho anh lộn. Ý là anh nói là thoa ôi đó, ôi mình á, dầu lên dạ. Ôi và dầu. Dạ. Dầu á. Dạ. Vậy thì bây giờ má không có bệnh gì nữa. Má ở Việt Nam á, bác sĩ kêu má mổ thông tim. Dạ. Bây giờ sẵn rồi cháu làm bác sĩ á, cháu có biết mổ không? Thì cháu mổ tim cho bác luôn được không? Đừng. Con có hay mổ không? Trời ơi, con mổ hoài bác ơi. Một ngày con mổ cầu cá chục con gà. Vậy? Trời ơi, khổ quá, chồng đi. Không có ba má bình tĩnh, không ba má nghe nè. Ý anh cứng anh nói là coi như ngày xưa anh học bác sĩ, anh học giỏi quá. Người ta chết không kịp cho anh mổ, biết không? Dạ. Xong là phải mang gà cho anh mổ, mang gà mà người ta mổ. Dạ, vậy dạ, đó. Dạ, bây giờ khám bác gái xong rồi. Rồi. Con dạ. Sang khám bác trai. Hả? Cái gì vậy? Dạ. Anh rồi trời thôi mà. Để anh luôn lỡ rồi tới bến luôn. Thôi em nó về giùm em đi. Được rồi. Được rồi, dạ thưa bác. Để nó khám cho bác. Bác có bệnh gì không bác? Bác nhiều bệnh lắm con. Dạ. Cái bệnh thứ nhất của bác á là mỗi lần bác mời người ta đi ăn á, lúc trả tiền á, sao tự nhiên bác đau bụng rồi. Cái bệnh của bác con khỏi khám con biết rồi. Bệnh gì? Có biết bệnh gì không? Bệnh gì? Bệnh chùm. Chùm gì? Chùm sò. Đúng y chang vậy đó. Dạ. Còn nữa bác. Bệnh này mới ghê nè. Dạ, bệnh gì? Mỗi lần mà bác gặp gái đẹp á, dạ, tự nhiên người bác rần rần vậy đó. Mắt bác mờ hết trơn. Sao vậy con? Con biết rồi. Bệnh gì? Bác bị lên máu. Máu gì con? Máu dê. Mà nhắc tới máu dê nha, trời đất ơi. Con số 1 về sầu lăn dê, dê sầu lăn nha. Cái gì vậy? Còn bác ơi, nó nói con nghe. Còn nữa, bác còn nhiều bệnh lắm con ơi. Xin lỗi bác, có điện thoại. Cái gì vậy? Chết mẹ, chủ nhà hàng gọi em. Hả? Nè bác, bệnh nhân gọi con, xin phép bác. Bệnh nhân hả? Chuyện gì vậy anh? Để. Bận quá. Dạ, ông chủ, em nè anh chủ. Dạ. Hả? Nước lèo hết rồi hả? Dạ, sao? Không có người ra tô. Dạ, về liền. Dạ, ghé chợ mua 2 chỉ nước mắm ha. Dạ, em về liền. Cái gì vậy? Dạ thưa bác, hôm nay con bận rộn quá đi. Bệnh nhân con kiếm con quá trời trời. Không, khám cho bác trước đi. Trời ơi, khám gì bác, hết nước lèo rồi. Vậy không được, phải khám cho bác chứ. Trời ơi, phải mổ thông tim cho bác chứ. Thông tim gì bác? Mua nước mắm kìa. Hả? Cái gì vậy? Thôi, anh về nha. Khánh Hà. Hả? Ai Khánh Hà vậy? Khánh Hà đâu? Nó kêu ai vậy? Ủa Khánh Hà gì? Dạ kêu con Khánh Hà. Con Khánh Hà nha. Khánh Hà hả? Dạ.
Băng Hà mà đổi tên hồi nào vậy Khánh? Hả? Trời ơi, Lê Thị Băng Hà, cha mẹ đặt xấu lắm hả con? Trời, con sống nhẹ tự nhiên ba má đặt con Băng Hà. Con qua đây con bèn đổi Khánh Hà cho nó sang á mà, cho nó có vẻ thính phòng một tí đấy à. Nhưng mà má thấy cái thằng bác sĩ này nó khám gì con ơi, sao mà đồ toàn là mấy cái này không vậy? Sao con nói ba má nghe nè, tại vì ảnh học bác sĩ về dinh dưỡng, về thức ăn, cho nên vừa bác sĩ vừa thức ăn nó lộn qua lộn lại, đông ra con cũng muốn điên luôn. Thôi con ba má muốn làm như là con mà khổ. Cái thằng này sao nó đi khám bệnh bệnh nhân mà nó để là dụng cụ. Trời ơi, kỳ quá không? Chết cha rồi. Tương ớt cái gì sao tương ớt không vậy? Dạ. Còn này nữa. Cái gì? BBQ. Bá. Cái gì mà BBQ đây BBQ? À BBQ tao không biết. Dạ. Kêu cũng vậy mà. Dạ. Trời đất ơi còn cái này nữa. Cái gì vậy? Anh cứng. Cái gì vậy? Tóc tao cứng. Trời ơi giờ này cứng cái nữa. Mềm xèo lủng lẻ rồi. Con nói thiệt với hai bác đó nha, cũng tại khám bệnh cho hai bác mà cái nồi bún mắm con cạn queo rồi. Dạ. Ông chủ đuổi con rồi đó. Mày nói gì tao không hiểu gì chứ vậy bác sĩ cưng. Mày hiểu gì? Nó nói gì chứ phải nói rõ ràng chứ sao kỳ vậy? Sao mà có lo khám bệnh cho bác mà không lo nói đạo nhảm không à? Bác sĩ mà bún mắm cái gì? Anh giờ có gì anh nói đại ra rồi mà bác anh khám bệnh kìa. Con con nói thiệt. Con là bác sĩ mà. Dạ con biết, xin lỗi hai bác, con không phải là bác sĩ. Dạ cái con là cái gì? Dạ. Cái là gì? Dạ. Cô là nha sĩ. Nha sĩ cũng nha được. Trời ơi nè, chồng cho bác bao lông vàng cho con. Hai chục cái răng hả? Chục cái răng. Dạ vậy thôi. Cô không phải là bác sĩ, không phải là nha sĩ. Là cái gì? Cô là bác sĩ. Ôi, bác sĩ là sao hả? Cái gì? Là nấu nướng á, nấu nhà hàng á mà. Nấu nướng hả? Dạ. Bởi vậy em thấy không, tôi có tướng nhìn mà, tôi có mắt nhìn tướng hay lắm. Cái thằng này bước vô nhà tôi hả, tôi thấy nhà cửa tôi tối om vậy hả? Đúng là cái tướng nó tướng nấu bếp mà. Nè, dứt khoát má không có gả con cho cái thằng lừa gạt này đâu. Hả? Mà không gả mà kêu má chi? Má không có gả con cái mày đâu. Ừ. Trời tôi nhất quyết không gả. Cái gì vậy? Để bà. Cái gì vậy? Chết cha rồi ba. Anh sao rồi ba? Anh xỉu rồi ba. Rêu tua. Cái gì vậy? Thì cấp cứu đi chứ sao? Chơi luôn. Đỡ tí. Tỉnh chưa? Chưa tỉnh. Tao kêu từ dưới lên. Tỉnh chưa? Chưa tỉnh thôi. Chưa tỉnh hả? Cứu tôi đi ông. Cứu anh cứng ba ơi. À có cách. Cách gì vậy ba? Cứng. Bắt gã Hà cho mày á. Hả? Bác chịu gã Hà cho con rồi. Trời ơi, con cảm ơn bác nha bác. Nhưng mà đừng có xạo nghe không? Kể từ giờ phút này, nghề nào cũng quan trọng hết á. Chỉ có người xấu chứ không có nghề xấu. Nghe không? Nhất là đừng làm biếng, nghe không? Dạ. Con xin lỗi bác tại vì con sợ không lấy được Hà con phải xạo vậy. Dạ công nhận bác rộng lượng quá. Rộng mẹ gì? Hồi đó tao gặp bà đó không nói xạo, tao là bác sĩ, sức mấy bà lấy tao. Clear. Clear. Suốt. Có số đào hoa nhắn mấy anh chồng vợ hai vợ ba, có chơi thì chơi cho khéo chớ quên vợ nhà. Ông bà xưa có câu ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào là vợ ghen. Ghen bây giờ tinh vi hơn xưa, ghen bây giờ tàn nhẫn hơn xưa. Quan thư thời trước có sống
lại cũng chào thua. Ghen bây giờ khôn ngoan hơn xưa, ghen bây giờ xì mát hơn xưa. Hoạn thư thời trước có sống lại cũng chào thua. Em xin giới thiệu với quý vị, em là CEO của công ty D&G Corporation. D&G không phải là Dolce & Gabbana, mà D&G là đánh ghen Corporation, tức là công ty đánh ghen. Thưa quý vị, tới với công ty em thì em sẽ dạy cho hiểu thế nào là ghen, đánh ghen làm sao cho nó có trình độ, đánh ghen làm sao cho mấy ông nể, mà đánh ghen làm sao để lôi kéo mấy ông về. Mà đánh qua đánh lại, đánh tới đánh lui mà mấy ông không bỏ tật dê thì thôi cho mấy ông đi luôn. Có tiếp khách không? Rồi rồi, mời vô, mời vô, có khách rồi, khách rồi. Mời vô, mời vô, mời vô, mời, mời hai chị vô. Thấy chưa đó, 32 năm kinh nghiệm trong nghề, tôi nhìn tôi biết ai sầu thảm liền. Nè, có hai người phụ nữ nè. Cái người mà cái mặt già già, xấu xấu mà nhăn nhăn là chắc chắn là bị chồng bỏ. Chị bị chồng bỏ đúng không chị? Mặt ta tươi vậy mà chồng bỏ, cứ giờ chồng bỏ. Cái mặt mà cười giả trân vậy mà nước mắt ranh chồng là chắc chắn rồi, em chắc là chị chồng bỏ đúng không? Tôi chưa có chồng. Hả? Trời ơi, chị chưa có chồng hả? Ừ. Ờ, nhưng mà chắc lẽ là chị có người yêu rồi đúng không? Chưa có người yêu luôn. Cái gì vậy, từng tuổi này mà chưa chồng chưa có người yêu hả? Tôi nói câu này ra ai cũng la trời hết nha. Rồi nói đi. Tôi còn con gái. Oh my gosh, rất là trời đó. Trời ơi, còn thông dịch nữa hả? Ừ. Nhưng mà nếu mà chưa chồng nè, không có người yêu nè, còn con gái là ế rồi. Đâu có gia đình đâu mà có gian dở nữa mà vô gặp tôi làm chi? Không phải tôi. À. Má kia. Hả, cái gì? Tôi nói không phải tôi, là cái con bạn của tôi. Nó là bạn của tôi. Ủa? Dạ. Bạn hả? À, dạ đúng cái rồi. Cái gì vậy, mày làm gì mày sợ vậy? Tôi là như bạn vô này mày xuống tông làm hết hồn cái chứ à. Rồi bạn nhưng mà lũ khà lũ khụ già dữ vậy rồi. Không sao, tại ghen nó hại sức ừ, lắm đó. Nó ghen đó. Thôi thôi thôi, bỏ xuống dùng cái coi. Bỏ xuống đi. Trời đất ơi. Gì vậy? Em ơi. Nó. Trời ơi, mặt mũi vậy? Tướng tá vậy? Trời ơi em ơi. Đẹp vậy mà sao bị chồng bỏ vậy em? Chị làm nhục em rồi đó. Không, ý gì nè, ý chị nói là già già xấu như bà này chồng bỏ chị không tức. Mà em đẹp quá bị chồng bỏ chị tức biết không? Cái gì? Hả? Nãy giờ có nói tôi già hoài là sao? Bà không nói tôi già mà bị tam tai hả bà kia? Cái gì vậy trời ơi? Tôi muốn giết người quá chừng luôn á. Sao vậy? Giờ phải thôi chứ. Ôi, thôi nè, thôi mà. Cái nết nói chuyện vô duyên này nè, mà hay sỉ nhục hay nói tao già này già nọ đó. Có con nhỏ bạn ở dưới quê mình, mày nhớ không? Ồ, tao cũng thấy cái quen quen. Cái con quỷ đó, nó hay chửi tao là già nên già nua vô duyên. Đúng rồi đó. Mày nhớ không? Con lợm. Con lợm. Đúng rồi. Trời đất ơi, ai mà nó biết tên cúng cơm của tôi vậy trời. Tôi nhớ là mấy chục năm trời tôi chỉ có hai con nhỏ bạn mới biết tên cúng cơm của tôi là Nguyễn Thị Lụm thôi. Đó là con Thủy và bà Liễu. Thôi tôi bay hả? Trời ơi. Mình ba đứa hôm nay gặp nhau. Lượm, tao biết tại sao tụi mình hay lạc nhau rồi đó. Là ba đứa lạc tông quá cho nên lạc nhau. Trời ơi tụi bay gặp lại mừng quá, mấy chục năm trời ơi. Hey, gặp lại nha, tao không thấy đứa nào thay đổi nha. Đúng rồi. Nghĩ nè, trời ơi, tao nhớ hồi xưa là mày là đẹp nhất xóm thấy chưa. Quá đẹp luôn mà bây giờ vẫn còn đẹp nè. Đúng. Chỉ con cái không thay đổi biết sao không? Mày sao? Quê quá. Qua tới Mỹ rồi còn bới cái đầu rồi mặc quần áo vậy làm sao? Trời ơi, chồng con rồi mà diễn cho ai coi mẹ ơi. Thấy không? Thấy sai lầm không? Thấy sai lầm chưa? Càng có chồng càng diễn. Đừng diễn cho mấy chả, mình diễn cho mình biết không? Ơ, còn chị Trinh. Tao cũng vậy phải không? Không thay đổi tí xíu nào hết. Đẹp hơn hồi xưa phải không? Hồi nãy chị nói chị còn Trinh á thì là coi như là em không có tin. À. Giờ sau khi biết chị là chị Liễu rồi em mới tin đó. À. Sao vậy? Chị không nhớ hả? Sao vậy? Ngày xưa trong xóm đàn ông ai cũng sợ chị trơn á, tại vì dữ quá. Cái gì mà giữ, vậy mà giữ, vậy cứ giữ, em có giữ cái gì? Gì mà giữ? Còn mày, mày hiền quá ha. Có chồng con gì chưa? Chưa. Vậy là mày còn... Không, mà tôi hơn bà. Tôi hết rồi. Vậy hả? À, tôi hơn bạn bật à. Hả? Nhưng mà em nói chị nghe nè, em không có chồng, nhưng mà em có người yêu. Chồng chi? Đó, chồng như thế không? Nó khổ ghê không? Đó, chồng thôi. Là chi? Em nói chị nghe nè, nó nghe nè. Người yêu á thì còn có người này người khác. Chồng nó còn kiểu à. À, nó ra đời nó gặp gái nó thân thớt nói cười, nó về nó nhìn vợ như kẻ thù vậy á. Sao tao không biết vụ đó? Thôi, mày có kinh nghiệm đâu. Thôi, Lụm ơi,
Tao nói mày nghe nè, bây giờ tao... Cái gì mà lụm vậy? Trời ơi, tao đâu có quăng gì đâu mà mày lụm. Bây giờ tao có tên khác rồi. Tên gì? Tụi bay biết Nicki Minaj không? À. Biết, con nhỏ rap đúng không? Rapper đó phải không? Tao nhìn mày, tao nghĩ mày muốn chồng dữ lắm rồi đó. Bà Liễu ơi, tao thích con nhỏ đó lắm. Đúng rồi, đó là Nicki Minaj. Còn xin tự giới thiệu, em là Nicki Milu. Tao nghe tên đó, tao muốn thảy cục xương cho nó vậy. Cái gì vậy? Nè, bà vô duyên á nha, bà làm tôi như lặng chó bằng vậy. Tao nói mày nghe, ở dưới quê mình á, người ta hay kêu chó Milu đó. Vô duyên à? Thôi nè, tao nói mày nghe nè, cứ gặp nhau, hai đứa gặp nhau là cứ dị hoài tên của người ta mà mày kêu dị kỳ lắm. Đúng rồi, tao tỷ là lịch sự không? Mà Lu ơi Lu. Thôi mày kêu đại tao tên lụm đi. Mày kêu Lu Lu nó còn giống con chó hơn nữa. Thôi ơi. Tao vô đây, vô đây, mời vô. Tao bây giờ tao rối lên hết trơn. Giờ mày đã rồi, sao đâu mày kể tao nghe coi. Ở đây kể cho nó nghe. Không được, bây giờ tao nói mày nghe. Tại sao vậy? Tao nói mày á, bây giờ tao giúp mày, sao mày gia đình, chuyện gia đình sao? Giúp tao nghe đi. Mấy chục năm nay cái ngày nào tao cũng ghen hết trơn. Thấy đầu óc tao gì không? Mày làm sao mày giữ chồng tao? Chồng tôi chết là tao. Tao nói đi mày. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, nó sao vậy? Trời ơi, nhắc tới chuyện ghen là nó xỉu vậy đó. Trời ơi, nó ghen, nó lộn lộn, nó ghen, nó xỉu. Nó ghen mà nó xỉu, nó xoay ba vòng là sao? Nó làm như thiên nga vậy, chết cho mày. Mà tao nói mày nghe. Sao? Bây giờ nó xỉu rồi, nó không biết gì hết đó. Mày hỏi chuyện chồng nó đi, tao kể cho mày nghe. Qua đây, qua đây. Qua đây, nó té. Trời ơi, sao vậy? Ngàn chục lần vậy đó. Chốn tự lót vậy, không sao đâu. Mày vẫn đánh ghen sao mà nó xỉu hoài sao? Sáng nay rủ tao đi đánh ghen à. Mới ra khỏi cửa xỉu à. Mày biết tao làm gì giờ? Ừ. Sẵn có ba đứa con nó ở nhà à. Tao rủ đánh sạch xám. Trời. Đánh bài. Đánh ghen không thấy. Tao thấy đi đánh bài. Tao rủ đánh bài à. Không có nó tỉnh dậy mày mới không? Nó tội nghiệp nó quá, nó buồn quá. Ừ. Tao mua rượu cho nó nhậu. Trời ơi. Cho nó dơi sầu. Hỏi chồng con nó đi. Hỏi bà nè. Bây giờ chồng nó ngoại tình lâu chưa? Ủa cái thằng cha này tao nói như là cái hạm nhà binh vậy mày ơi. Tao nói nay con này mai con kia. Tao nói trời ơi, gặp nó là già trẻ bé lớn không cần biết. Nó gặp là nó hốt, nó gặp là nó hốt hả mày? Mr. Vacuum nó phải không? Ừ, hút bụi đó mày. Hút bụi đó phải không? Ừ. Sao thấy quen quá. Ừ. Thôi vậy đó hả? Nhưng mà bây giờ bà có gì bà gặp mặt với bồ của chồng của Thủy chưa? Tao gặp mặt tao kiếm mày làm chi? Bây giờ có bao giờ bà đi theo dõi không? Bà theo dõi bà thấy mặt. Có. Ngày nào cũng theo dõi trơn á, có bữa sắp sửa gặp tới mục tiêu rồi mày biết không? Cái tự nhiên nó xỉu. Trời. Người ta làm gì? Tao phải lo cho nó. Mất mục tiêu. Chết rồi, thôi bây giờ bà sao bà ráng bà gọi nó dậy đi để tôi hỏi nó cho kỹ đi. Là chuyện của nó. Tự tỉnh rồi. Trời ơi. Cái gì vậy? Rượu đâu Liễu. Rồi uống rượu quen thôi. Bữa nay ở ngoài đường nhịn bữa nha. Thôi. Sao đây? Giờ mày ngồi xuống đây ráng mày giúp tao đi lận. Đúng rồi, mày xuống đây nè. Bây giờ mày, tao nói mày nghe bây giờ á, ít nhất mày phải biết chồng mày đi đâu, chồng mày làm gì. Rồi từ đó mình mới biết mà mình đánh ghen. Giờ mày cho tao biết đường đi nước bước của chồng mày coi làm sao. Biết chứ, chồng tao là PT, là professional training. Cho nên sáng nào á, ổng cũng đi tập cho người ta. Từ sáng sớm cho tới chiều tối ông về nhà à. Ăn cơm, tắm rửa sạch sẽ, xịt dầu thơm. Cái là 9 giờ tối, cái ổng đi tập cho ổng tới 3 giờ sáng. Ông tập cái gì cho ổng? Thì ổng chạy bộ. Cái gì chạy bộ từ 9 giờ tối tới 3 giờ sáng á hả? Ừ. Trời ơi, vậy mà mày tin hả? Chứ sao? Trời, cô này nó ngu ghê đó. Chồng tập thể dục mà 9 giờ tối đến 3 giờ sáng mà nó tin, nó hồi ngu ghê vậy đó. Thôi giờ vậy, ông nói mày nghe nè. Bây giờ cái cách ghen của tao là mình ghen từ từ, biết không? Mình ghen từ từ thôi. Bây giờ trước tiên vậy nè. Nếu mà mày biết chồng mày với con bồ của chồng mày, mày mời luôn chồng, bồ và mày. Ba người đi ăn sáng với nhau. Để làm gì? Trời ơi, nó ăn sáng để nó khỏi ăn chồng mày chứ làm gì? Phải vậy bà ơi. Đây nè, tôi nói mà nghe, tôi coi là ăn sáng như vậy thì cái cô bồ của nhìn có thấy ủa trời ơi, người ta có vợ rồi, vợ chồng người ta vui vẻ vậy, tại sao mình nhào vô làm gì? Tự nhiên người ta rút lui đó, cái người đó là người biết điều, biết không? Ừ. Ăn sáng rồi nó đòi ăn trưa ăn chiều, rồi chủ yếu là món ăn tối nữa, mày gặp tao xứng mấy tao bỏ. Trời ơi, vậy là bà là không người biết điều. Thôi, cách này không được đâu mày ơi. Không được hả? Ừ, tao thấy không được. Vậy nè, ngồi xuống người ta nói nghe. Thôi giờ trước tiên mày phải biết là chồng mày đi đứng ở đâu này, mình theo dõi rồi thì theo dõi xong rồi mình mới hành động, biết không? Bây giờ có cách vậy, tao chỉ với mày cách theo dõi. Mày có cái điện thoại đó không? Có. Nè, điện thoại nè. Rồi đây, mày có cái
Dạ, yeah, đây có cái app nè. Cho số phone của mày vô đây nha. Cho số phone của mày vô. Đó, số phone của chồng mày á. Đó, vô đây đó. Mày nhấn nút này, đó. Bây giờ mày thấy cái cây này không? Cái cây này nhúc nhích là chồng mày nhúc nhích. À, chồng mày đi đâu là mày theo dõi đó, thấy chưa? Ồ, hay vậy hả? Miễn cây này nhúc nhích là chồng tao nhúc nhích. Ờ. Tức là nếu mình có số phone của người ấy thì mình biết người ấy ở đâu phải không? Đúng vậy. Dạ. Vậy ở đây có ai có số phone của anh Quang Lê không? Quang Lê thì khỏi cần hỏi, đang ở Pờ Chăn Gà nè. Chị ra ngoài sòng bài á, cái chỗ kéo máy á. Máy gì? Máy con sói á. Vậy hả? Chút mình ra mình kiếm ảnh đó. Dạ. Cái chỗ nào mà một người mà ngồi hai ghế mà ba cái máy là Quang Lê á. Ê, như tao thấy cái này nhúc nhích rồi mẹ ơi. Ờ đúng rồi. Nhúc nhích rồi nè. Chống mày đó, chồng mày đang đi đó. Cái này nè, nó sẽ rõ ràng thấy chưa? Mày thấy không? Đó đó, khung cảnh này đó đó. Ủa trời, nhúc nhích rồi. Ủa sao mà cái này chỗ này nó quen dữ vậy? Ê, cái quán cà phê, quán cà phê xéo xéo văn phòng tao nè. Ủa cái gì vậy? Ê, tao thấy rồi, thằng cha Trọng ngồi trong xe kìa Thủy ơi. Hả? Cái gì? Ôi chồng tao. Trọng, Trọng là chồng nó. Chồng mày tên Trọng hả? Ừ. Cho có hình được không? Nè. Đi nè, hình nè. Trời ơi. Cái gì vậy? Bồ tao. Hả? Tao có cái gì kỳ cục vậy? Liễu ơi, cái gì kỳ vậy? Tại sao? Đừng xỉu nha, đừng xỉu. Xin lỗi, tao xin lỗi, tao không biết cái này. Đừng xỉu. Anh nói là anh còn độc thân. Nó hay quá. Anh nói là vợ anh chết rồi. Ôi trời ơi. Mà anh nói vậy nè, anh nói vợ anh bị một người bạn thân giết chết đó chứ. Trời ơi. Nên tao thấy tao đau hơn thôi, tao chết rồi. Trời ơi, vậy là không được rồi. Mày thấy đàn ông chưa? Hở ra chết rồi. Này sao Liễu, chắc tao xỉu đó, tao xỉu. Đừng xỉu. Đi vô nhà. Đi vô nhà nha. Tao không biết đâu mày làm gì nó làm không, tao xỉu nó nha. Đừng xỉu. Vô nhà để tao đi, tao đi với mày. Để nó xử. Tao tin mày đó nghe. Rồi, tao xử. Sao kỳ cục vậy? Trời ơi. Minaj! Minaj! Baby! Minaj! Hello! Hey! How are you? Thể thao chưa? Thể thao không phải khoe hàng. Thể thao cho khỏe bế nàng đi chơi. Nếu mà không muốn bị bỏ rơi, tập cho thiệt bự anh xơi mỗi ngày. Hello everybody, hello Minaj, I miss you. I miss you too. I want you. Yeah, I need you. I love you. I love you too. Hey. Ai da? Baby. Yeah, em đỡ anh vậy em. Hả? Dạ bị giật bẻ rồi. Giật bẻ. Tập cho cố vậy, kéo lên. Ê. Được chưa? Tập vừa vừa thôi anh. Mấy bữa nay sao đi đâu vậy? Bộ bận công chuyện lắm hả? Trời ơi, em biết không, mấy bữa nay cái gym của anh nó có ra hai cái chương trình mới. Tôi nói tụi khách ta nói đăng ký nườm nượp luôn vậy đó. Anh tài năng quá. Cái chương trình đầu tiên là cái chương trình giảm cân. Ồ cái đó khó lắm á. Ôi tôi nói tuần vừa rồi có một khách VIP vừa vô tập mỗi ngày luôn nha. Mà bây giờ cái thân hình giật cân đối dữ lắm. Là xuống cân dữ lắm hả anh? Yes, he's so happy. Cân đối lắm hả? Yes. Ai vậy anh? Quang Lê. Anh ơi. Thiệt em... Bây giờ happy lắm. Trời cái thân hình bây giờ nhìn đi đã lắm. Đã thiệt anh ơi. Em vừa mới đi uống trà sữa với Quang Lê ngày hôm qua anh ơi. À? Em chỉ uống hết một ly mà hi hút hết ba thùng rồi anh ơi. Làm sao mà ốm được. Vậy là xuống rồi đó. À. Chạy trước khi vô cái chương trình giảm cân là quốc tới 6 thùng lận đó. Trời ơi, ghê cái quá. Tiệm bô bà của người ta 9 giờ sáng mở cửa mà 10 giờ bước vô là hết đồ bán. Trời ơi, Quang Lê mở hàng đắt hàng vậy hả anh? Đâu phải, mình Quang Lê hút hết á. Ghê quá. Nói nghe nè, dạ. Cái chương trình đó bây giờ trời ơi, Lê nó so happy. Giới thiệu qua cho người bạn nữa, thì còn một cái chương trình nữa. Dạ dạ. Dương tới tương lai. Là sao? Chương trình gì Dương tới tương lai là sao anh? Kéo cao giòn. Trời ơi, cái chương trình này hay lắm. Bạn của Quang Lê thích quá, đăng ký vô luôn. Bây giờ hai người tập một lúc và hai người so happy. Cái người kéo tới tương lai rồi có thành công không anh? Kéo cao người... Rất thành công. Được bao nhiêu cm? 2 cm. Trời hay quá, ai dạ, vậy anh? 1m49 lên 1m51. Dạ, Việt Hương với Thúy Nga. Hai đứa luôn tập đều mỗi ngày. Bây giờ so happy. Mà sao hay vậy? Cho dù mấy tuần mà lên được 2 cm là cũng rất hay đó anh à. Làm sao được vậy? Trời ơi, em biết sao không? Dắt ra ngoài Phước Lộc Thọ thôi, mua đôi guốc đeo vô cái là đi được liền. Anh nói chơi thôi, miễn sao gặp baby, gầm cho baby vui là anh vui rồi. Trời ơi, cái gì anh nói cũng được hết trơn hết trội á. Anh làm cho người ta đẹp vậy chứ anh làm cho em cái gì nè? Mẹ tròn con vuông. Ủa sao vậy? Có nghĩa là muốn em đẻ đứa thứ tư phải không? Làm gì có đứa thứ tư, anh chưa bao giờ có vợ. I'm still single. Nè, à bắt
Cái gì vậy? À, cái gì vậy em? À, nhà nhà em, nhà em có con chuột. Chuột chuột bự lắm mà nó chạy rồi đổ đồ bể đồ này không sao đâu. Dạ, dạ. Chuột làm hết hồn hết. Dạ 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 dạ. Thôi đừng có lảng tránh cái công chuyện của em nữa. Sao? Đi đâu mà hôm nay mới tới, bận rộn sao? Em yên tâm. Kể từ bây giờ anh ta sắp xếp giờ rồi, 9 giờ tối đến 3 giờ sáng là giờ của em. Cái gì vậy? Trời ơi. Cái tiếng gì vậy em? Dạ, con mèo, hồi nãy là con chuột và con mèo. Trời, nhà em nó có mèo. Sốc vật nó chạy vòng vòng vậy trời. Giống như là Tom and Jerry, anh nó cứ rượt nhau hoài à. Dạ. Thấy mình kêu pest control tới bắt nó được không? Dạ. Lát hồi nhiều khi có con cọp nó xuất hiện anh. Ôi, ơi. Em làm á. Có dạ. Nói nghe nè baby, trời ơi cả tuần lễ anh không gặp anh nhớ em quá. Ngồi đi đi nè. Anh nhớ em quá nè. Trời ơi em nhớ cái đôi vai bự của anh quá à. Tại đôi vai này là gọi anh tập là để làm gì, lo cho mẹ già và ba đứa em. Mà ba đứa em đang tuổi mới lớn, mẹ bà nó ăn gì đâu mà nó ăn quá trời ăn luôn vậy. Vậy hả? Ăn vậy thôi mà còn thua mẹ già của anh ăn nữa. Mẹ già ăn hơn nữa. Trời ơi mẹ già anh ăn kinh khủng vậy hả? Khủng khiếp lắm em. Bởi vì anh phải tập để kiếm tiền, để có tiền lo cho gia đình đó. Yên tâm, yên tâm. Cái chuyện đó anh đừng có lo quá, cái gì em lo cho. Phải, đừng có làm vậy với anh nha. Anh không có thích xài tiền của phụ nữ nha. Được, được rồi, được. Cái chuyện đó không thành vấn đề. Bây giờ nè em vô nha, em sửa soạn phòng ốc nha, em chờ anh nha, đưa em lên 4 tầng mây nha. Thôi đừng, từ từ. Sao vậy? Anh có quà cho em. Có quà nữa hả? Chưa cái gì cái đòi đi vô phòng ốc liền à. Này, tăng 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 tăng. Quà gì? Eye gel. Oh, eye gel. Yes. Cái này anh mua cho mẹ già mà mẹ già không có thích. Vậy à? Dạ, nước sơn mới của eye gel nè. Trời ơi. Đó, cầm lên để đó. Cái này là Deep and Dark của eye gel nha. Vậy đó hả? Bột nhúng rất là xịn. Rất bền phải không anh? Đó, đây có cái máy LED luôn nha. Cho em ở nhà tự làm đẹp. Đẹp quá, cái sơn, màu sơn này nó chắc lắm không anh? Bền vững và ai cũng thích mùa này là coi như hợp new trendy. Dạ, nếu mày còn dư là em sơn nhà luôn anh, cho nó chắc luôn á. Dạ. Nó nghe này, cái chai nước sơn này mày sơn nhà, trời chắc ai chơi chúng mánh quá. Vậy vậy nên bán mới nhiều nữa anh ơi. Thôi được rồi, để em quan vô trọng em sửa. Là anh tặng cho em cái này. Cái gì vậy? Tăng 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 tăng. Trời ơi, em thích quá, em thích áo đầm, em thích áo đầm. Anh em thích, thích, nhưng mà em thấy coi bộ anh thích áo đầm này hơn em á. Bậy à. Tôi thấy anh sung sướng quá. Không có. Gì hả? Tặng cho baby. Cảm ơn anh, để lát em thay liền. Thay thay liền nha. Ừ. Thôi em vô nha. Chưa. Cái gì vậy? Sao làm gì mà cứ đòi vô trong hoài? Cái quan trọng là cái này. Cái này là cái gì? Cái này. Cái gì vậy? Tăng 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 tăng. Trời ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì mà anh văn minh như vậy, anh tiến bộ như vậy? Trời ơi, ghê quá à, anh. Cái gì? Trời ơi, cái giường em không có cái này. Em ơi, cái này phải để lên cho cái đầu giường. Không phải đầu giường hả? Giường em nó cũng không có cái này. Cái này cũng không phải cột ở dưới cái chân giường. Chứ làm gì? Cái này là để trói hai trái tim của chúng ta lại với nhau. À, trời ơi. Để chúng ta mãi mãi thuộc về nhau. Trời nè ơi. Mở cái này ra đó. Anh thánh thiện quá. Còn em trần tục quá. Em nghĩ lung tung quá. Em quá trần tục luôn. Ai ngờ là hai trái tim thôi. Hai trái tim thôi. Cái còng là hai đứa mình khóa lại với nhau giống vậy đó. Anh đó. Mở ra cho em coi coi. Đà. Đó. Dễ thương quá. Được rồi. Đó. Được rồi. Em thử anh mở cái này ra. Anh mở luôn cái này cho em là dạ. Đó. Dễ thương quá. Vô. Được chưa? Búp. Đó. Rồi hay. Bây giờ chói anh với chói em đây, lại. Em thử chói anh coi nha. Dễ thương quá anh ơi. Chà, thôi bây giờ để em vô em sửa soạn nè. Em sửa soạn. Đây nè, nè, không có được đi đâu nha. Anh hứa với em hôm nay đỡ em tới 3 giờ sáng luôn mà. 3 giờ sáng vậy anh vô đây nè. Đó. Gì vậy? Hả? Hả? Đây thử nó có chắc hay không. Chứ chói hai người rồi sao em mừng gì hết. Đó, vô nha. À. Đứng đây nha. Em vô em sửa soạn phòng để em ra nghe anh nha. Bận cái I love you, em bận áo để em ra liền nha nha. Thì cười. Hồi đó giờ tôi chưa bao giờ thử về cái xứ hoang dã luôn á. Kế bụi cây này lạ lạ nè. Ủa mới vừa phóng vô phóng ra sao cái tướng khác vậy ta? Em vậy gì liễu? Vậy gì đi với ai vậy? Tao giận má tao đi chơi. Rồi má chị đâu? Ra đi má ơi. À, hết hồn, chắc bò hôi luôn á.
Nó nghe nè, chị Liễu. Vậy. Chị chơi xấu vậy chị Liễu. Xấu gì? Chị có má đẹp, cái tướng ba đầy ngon vậy sau đó giờ ổng dắt vào nhà em chơi. Đó là quỷ mà, nhìn kỹ đi. Má nè. Thủy. Thủy gì? Vợ. Vợ gì? Mình ơi, ủa mình tới đây làm gì? Mình đầu tay chân gì? Tôi nói thiệt nha, ngày hôm nay đó tôi rất là bình tĩnh, tôi không có xỉu nữa. Tôi quá khổ vì anh rồi. Hả? Dẹp anh qua bên đi nha. Tôi không bao giờ tin anh và không bao giờ tha thứ mình, cho anh mình, nữa. Mình nghe nghe anh giải thích, à, anh có nỗi khổ. Đó, mấy ông đàn ông nha. 10 ông vô 11 ông à, quậy banh cái gia đình luôn á mà hỏi là anh có nỗi khổ riêng của anh. Đúng không vậy trơn á. Em ơi, nghe nghe anh giải thích em thật anh. Bây giờ mà còn giải thích cái gì nữa mà giải thích nữa. Dạ. Nè, đừng có nói là cho anh thêm thời gian nha. Học đúng là như vậy, tại vì thật sự là anh. Nè, tôi nói cho anh biết, từ rồi sắp lên, tôi sẽ sống cho tôi. Đúng rồi. Thủy. Đừng. Ủa? Ồ, hello cả nhà. Vô đây. Ai đây? Ai vậy? Vô đi cưng, vô đi. Ai vậy? Tôi gọi đó. Hả? Uber. Gì vậy? Em đi đâu? Người đẹp. Em cái đầu mày chứ em. Vợ tao mà em hả mày? Vợ vợ cái gì? Vợ con gì đây? Từ rồi sắp lên tôi không còn là vợ của anh nữa. Thôi. Vợ. Dùm ơn. Baby. Cố lên. Dùm ơn. Baby. Ra khỏi chỗ này được không? Được. Em muốn đi đâu anh chở em đi. Miễn phí. Hả? Trời ơi. Vậy chở tôi về với ba đứa con tôi nha. Hả? Có ba đứa con rồi hả? 50% off thôi nha. Dù. Tao đi nha. Hay. Cố lên. Sống cho mình nha. Dạ. Vợ mình. Mình. Chị Liễu nói em tiếng đi. Chị Liễu. Nói gì đáng đời lắm. Xin chào cả nhà. Ai nữa đây? Ở đây có người nào tên là Trinh không? Em. Ai là Trinh đâu? Em. Con chào ngoại. Hả? Em là bé Trinh, em là bé Trinh. Bé Trinh đó. Em là bé Trinh. Ừ. Em có nhớ anh không? Trời, anh Quang Lê ai cũng biết. Em có nhớ là anh quen em từ cái thời mà em còn con gái không? Hả? Em vẫn còn con gái mà. Em có nhớ là cái bài hát mà anh hát là ngày xưa em như chim sáo, sống lâu năm em thành con đại bàng. Hay quá. Trời ơi. Hay con quá. Đại bàng của lòng anh. Hay quá. Ê. Em mừng quá à. Anh giờ đưa em đi đâu nè? Bây giờ em muốn đi đâu anh đưa em đi, hay là mình đi cái máy nha? Máy gì? Máy nào em thích? Máy con chó sói đó. Trời ơi. Hay máy con heo cũng được. Ừ. Anh không chơi máy đồng loại. Rồi. Bây giờ mình đi ăn. Ăn gì? Tối nay em đi với anh rồi, em sẽ không còn là bé Trinh nữa. Trời. Vậy hả? Trời ơi, thích quá, thích quá. Đi ha. Đi. Bye bye. Vô nhà thằng thằng đó. Rồi đó. Cho anh đứng yên chỗ đây, tham lam thì giờ cuối cùng anh chỉ có một mình anh thôi. Mina, hát cái gì mà hát? I want to go restroom. Hả? Want to go restroom? Yes. Con chết luôn, đứng ở đó đây, nhìn đi. Bye. Hey. Trời ơi, không lẽ giờ tôi quay mặt vô đây chứ trời. Hát. Không lẽ giờ tôi bế cái này vô luôn hả trời? Đứng nó luôn đi, để vô. Hả? Con đại bàng của anh đi vô. Đứng nào? Đứng đây. Chìa khóa lắm. Chương trình Paris by Night Tiếu Vương Hội được bảo trợ bởi Diamond Sponsor iGel Beauty.